Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về vụ mà Highland Cà Phê ở Hà Nội đó các bạn. Thì chay ì không chịu trả tiền mặt bằng á và quấy rối xô xát. Thì hôm nay nội dung như thế này nè: vụ Highland Cà Phê ở Hà Nội bị tố chay ì trả tiền thuê mặt bằng, đưa hàng chục nhân viên đến gây rối trật tự, bảo vệ kể lại thời điểm diễn ra xô xát. Do không tìm được tiếng nói chung về hợp đồng, phía công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên và công ty cổ phần MHL, đơn vị chủ quản của tòa Artemis, đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hơn nửa tháng nay, người dân thủ đô đi qua khu vực ngã tư đường Trường Chinh Lê Trọng Tấn không khỏi ngạc nhiên khi tiệm Highland Cà Phê tại tòa nhà trung tâm thương mại vốn nổi tiếng đông khách bỗng đóng cửa im lìm, bàn ghế bày tràn lan trước cửa. Không những vậy, tòa nhà cũng treo biển cho thuê mặt bằng, vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà. Biển thông báo sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung đã được đưa lên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân sự việc là phía thuê mặt bằng là Highland Cà Phê và công ty cổ phần MHL, đơn vị chủ quản của tòa Artemis, không có tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận hợp đồng kinh tế. Ngày 13 tháng 11, trao đổi với chúng tôi, đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết, ngày 26 tháng 10, công ty đã có văn phòng và có công văn để về việc niêm phong giao hạn và gia hạn cho vi phạm hợp đồng thuê của công ty cổ phần cà phê Highland, đồng thời yêu cầu công ty này phải thanh toán đầy đủ các khoản công nợ phát sinh theo hợp đồng đi. Phía công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên chưa thanh toán chi phí theo hợp đồng cho chúng tôi khoảng 6 tháng nay rồi, với số tiền lên đến hơn cả 1 tỷ đồng lận. Do tình hình dịch bệnh, chúng tôi đã hỗ trợ giảm chi phí và cho bên thuê khắc nợ thêm 90 ngày. Tuy nhiên, quá thời hạn 90 ngày, bên kia cũng không có chịu trả tiền cho chúng tôi luôn. Sau khi dừng điện nước, phía Highland mang máy phát điện đến sử dụng, ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy của tòa nhà và nên chúng tôi buộc phải niêm phong lại luôn. Theo đại diện của ban quản lý tòa nhà, sau khi niêm phong gian hàng, phía cho thuê có gửi thông tin sẽ cho người đến phá khóa và lấy đồ. Do chúng tôi có lực lượng bảo vệ nên họ không thực hiện được. Tuy nhiên, họ huy động hàng trăm người tụ tập bày bàn ghế ngay trước cửa ra vào gây ảnh hưởng. Các bạn thấy không? Kỳ cục thiệt chứ. Đã thiếu nợ người ta không trả mà người ta ấy thì lại uống cà phê vậy thôi. Cứ ra dĩa hẹo uống cà phê cốc cho rồi. Càng thương hiệu nổi tiếng mà làm vậy thì thôi, ảnh hưởng đến uy tín các quán cà phê Highland còn lại, đúng không các bạn?